Mình lại nhớ cái lần mình đi Thái Bình ăn tô bún cá huyền thoại. Tưởng giật điện thoại cơ. Để mình mua ly cà phê xong rồi mình sẽ kể câu chuyện đấy cho các bạn nghe nha. Rồi, cảm ơn em. Mình đã gọi một tô bún cá. Quán này nằm ở trên đường Hoàng Văn Thụ, 44 Hoàng Văn Thụ. Ở đây thì anh chỉ bán bún cá, bún đây là măng này, mộc nhĩ này, thịt vịt thế nào ấy. Ở đây còn có cả bánh đa cua, bún ké đây là quay. Ở đây thì có thêm một chén sung muối nữa. Rau. Nhất là cái này. Cái này. Đây là măng ngâm. Đây là ngon. Cái rau này là rau gì bác đấy? Rau càng cua, rau càng cua. Mầm, rau mầm. Rau này rau phải mầm không? Dạ. Đây là một quán duy nhất ở Vũng Tàu mà có cái măng ngâm rồi. Mình lại nhớ cái lần mình đi Thái Bình ăn tô bún cá huyền thoại. Tưởng giật điện thoại cơ. Để mình mua ly cà phê xong rồi mình sẽ kể câu chuyện đấy cho các bạn nghe nha.
Và quay lại trở lại câu chuyện bún cá ở Thái Bình, thì mình với bắt xe ôm, mình hỏi ông là có quán nào ăn ngon không. Ok, nó đúng như này luôn này. Các bạn hình dung nhá, đây là một cái con kênh ấy. Đó. Thì ngay phía sau mình có một quán bún cá. Mình đi bộ, chắc là đi bộ như kiểu là từ đây ra đến cái chỗ ô tô này thôi, nhưng mà mình không có biết. Thì bắt xe ôm ở đây, ông chở mình đi đúng một hình vuông, đi qua đây, đi qua đây, qua đây, qua đây, xong rồi vòng lại đúng cái chỗ đấy. Đùa. Ăn tô bún cá đúng là huyền thoại mà. Nhưng mà phải công nhận là nó ngon thật. Ngon, bún cá ngon. Rồi lúc trả tiền thì ông xe ôm bảo là thôi tùy tâm, anh trả bao nhiêu thì trả. Còn cái quán bún cá lúc nãy mình ăn thì nó không phải là cá rô, mà cá nó ăn thơm, thịt rất là dai. Cũng là một cái địa điểm rất rất đáng để thử. Nó mang cái hơi hướng là miền Bắc nhiều hơn. Còn bây giờ thì mình phải quay trở lại công việc. Video đến đây thì hết rồi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Mình sẽ post video đều đặn mỗi ngày.